thì đó là tiếng Pháp người ta gọi là nappe de sommeil, có nghĩa là ngưng ngủ, ngưng thở khi ngủ. Cái bệnh đó rất là nguy hiểm, cái bệnh đó sẽ dẫn tới đột quỵ và chết rất là dễ, không biết thế nào. Thì ở bên Pháp thì con đã đi xét nghiệm rất là nhiều và bác sĩ cho một quyết định là bỏ một cái máy nơi miệng với là để thở, để giúp cho cái tế quản nó mở rộng ra cho dễ thở. Thì con có không hiểu, bởi vì con chưa chấp nhận cho con máy để máy đó suốt đời. Vì con này tìm hiểu và con này gặp bác bác Thái, bác chỉ cho con cái cách là bơm máu lên não và kiểm gan. Khi con đợi con mua bốn cục thôi, thì con chườm ở bao tử và gan, và hàng ngày thì con bơm máu lên não 2 lần cho ông xã của con. Thì thấy chiếc ngủ của đó thì nó tạm ổn, giảm ngày hơn. Những người nào ngày to thì xác suất bị ngưng ngủ khi ngày nó rất là cao. Ngưng thở khi ngủ là nó rất là cao. Cho nên là con thấy cái độ âm thanh khi ngủ nó giảm xuống rất là nhiều và nhịp thở đều rất là đều. Và con, ông xã con là một người Pháp không bao giờ tin về cái này, nhưng con thuyết phục bằng cái tình cảm của con, bằng cái lý trí của con, ông xã con làm bởi vì chiều con mà làm thôi, nhưng thì lại là có một kết quả rất là tốt. Và ông đã tham gia cái cuộc lớp học với thầy Dương Công Châu vào ngày tháng 6 vừa rồi. Thì thầy có dạy á, thì cái con hỏi đưa ra cái câu hỏi của thầy á, thì thầy dạy á, phải chườm 3 cặp. Một cặp thứ nhất là hai đồng mạch cảnh, cặp thứ hai là ở phần gan, cặp thứ ba là bao tử, và dùng chăn trùm tất cả con người mình lại, chỉ có cái hơi thở đứng trong mặt cái hơi thở, thì để cho khi cơ thể của mình nó tỏa ra và cái nhiệt nó sẽ lưu thông cho con người. Và khi con qua đây á, thì tới bây giờ chưa, tỉnh bây giờ chưa là ngày 20 tháng 6, cho tới bây giờ chưa thì chưa thấy một hạt. Thì con có điều về hàng ngày ấy, thì con hỏi thì nãy bây giờ thì ăn ngủ rất là ngon, bởi vì giấc ngủ khi những cái triệu chứng như thế này này, ngủ và ngáy rất là to và giật mà dậy, tỉnh dậy và cảm thấy khi ngủ dậy rất là đau đầu và khuôn mặt rất là mệt mỏi và bầm tím nơi khuôn mặt, và đi tiểu đêm rất là nhiều. Bởi vì khi mình không tỉnh nhất thì giúp cho mình như là đi tiểu đêm. Thì những cái hiện tượng đó nó giảm rất là nhiều. Bây giờ không đi tiểu đêm nữa, ông xã, và ngủ khá sâu. Thế là con có một cái ý để con chia sẻ với tất cả mọi người về ông xã con. Là con là người nhân chứng và con đã làm. Con không rằng các bạn đã tới đây là một cái duyên rất là lớn và một cái cơ hội rất là lớn. Các bạn này tận dụng, con ở rất là xa, 11.000 km, mà con bỏ một đứa con của con nữa ở nhà để con về đây, bởi vì đây là một cái duyên rất là mạnh. Con mong rằng một cái chút chia sẻ của con sẽ giúp một động lực và một niềm tin vững mạnh đối với tập chí trung tâm để các bạn tới ngày hôm nay. Cảm ơn em rất là nhiều. Em tên là gì? Dạ, em là tên Nguyễn Thị Dư. À, em ở đâu? Em sống ở đâu? Em sống ở Coutances, ở Normandie của Pháp ạ. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.